tôi là tháng ngày gắn với những chuyến đi dài. Lần này tôi có dịp trở lại với Đồng Nai. Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại dành nhiều tình cảm cho mảnh đất này đến vậy. Phải chăng là sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, hay là từ tấm chân tình mà tôi nhận được từ chính những người nông dân nơi đây? Mô hình lần này tôi muốn giới thiệu đến quý bà con, cô bác, anh chị là mô hình trồng sầu riêng của cô Sáu. Và điều đặc biệt hơn cả là cây sầu riêng nơi đây được bón một loại phân vô cùng năng suất cho chất lượng thượng hạng. Vâng, xin chào tất cả quý bà con cô bác tới với chương trình Nông nghiệp Vàng. Thì ngày hôm nay tôi đang có mặt tại một cái vựa sầu riêng có thể nói là lớn bậc nhất ở cái khu vực này. Thì để biết thêm cái địa chỉ này cũng như là để tìm hiểu thêm về cái vườn sầu riêng mà có thể nói là đạt cái chất lượng loại 1 ở cái khu vực này, thì chúng ta sẽ vào gặp cô Sáu ở trong trại, thì để nghe cô Sáu chia sẻ thêm về cái mô hình trồng sầu riêng của cô. Thì xin mời quý bà con cô bác ạ. Vâng, có thể được. Chào cô ạ. Chào cô Sáu ạ. Vâng, ngày hôm nay thì con cùng con cùng chương trình Nông nghiệp Vàng, con đang đưa quý bà con cô bác tới thăm cái trại mô hình trồng sầu riêng của cô, thì cô có thể giới thiệu qua về thông tin của cô để mọi người biết được không ạ? Thì cô đây thì cô làm được 3 mẫu sầu riêng thôi. À không, cô ý con là về thông tin cái tên tuổi của cô ấy, cái địa chỉ là cô là ấp 5, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Vâng. Cô họ tên của cô có cần nói không? Có. Cô là Võ Thị Sáu. Cô Võ Thị Sáu. Sinh năm 69 đó. Cô Sáu hiện tại cũng có thể nói là một cái người trồng sầu riêng lớn, rất là lớn ở khu vực này, lên tới là 3 hecta. Ở cái toàn bộ cái vườn sầu riêng này của cô thì hai cô con mình sẽ đi bắt đầu đi vào trong nhá. Nói chung là người ta có đất nhiều nhưng mà người ta ít có trồng nhiều. Vâng. Thì cô Sáu có thể cho con biết hiện tại cái trại của cô đang trồng ở đây là những loại sầu riêng giống gì được không? Đây cô trồng này là sầu riêng Thái nè. Đây là bị rụng của cô? Đó. Nó bị chó chạy rụng đó. Đây con... Nhưng mà quả này là rụng có ăn được không cô? Không, chưa ăn được, nó còn non. Cái đó là 3 kg mấy rồi đó. Đây là sầu riêng Thái. Rồi, tức là 3 kg mấy. Đó. Đây, xài chữ chịt đấy. Cái đó là sầu riêng Thái của cô. Cô có thể cho con hỏi là ở Việt Nam mình đang có những cái giống sầu riêng nào và được ưa chuộng hả cô? Thì ở đây thì không biết là người ta thích gì sao, chứ còn cô ở đây thì đa số bà con đây ta trồng sầu riêng Thái làm ta thích nhất. Được. Ừ, nó như cái này cũng là sầu riêng Thái nè. Xài thế cô nhỉ? Nó cũng toàn bộ sầu riêng Thái. Vâng. Nói chung là vườn cô là cô trồng toàn bộ sầu riêng Thái hết. Cô được 700 cây này, nhưng mà cô có 60 cây đi 6 thôi. Đó, chúng xuống quay về. Là tổng cây là cũng có khoảng là 760 cây ạ. Có 60 cây sầu riêng là dưới 6. Dạ. Đó, xuống mình cây dưới 6 cho bà con ta coi. Cái này là của cô cũng Thái. Đó, con quay từ cây cho bà con ta coi. To quá cô. Đó, cái này là Thái luôn. Vâng. Còn có Thái hết. Đã dữ lắm, coi như là này năm đầu tiên nè. Dạ. Cô đạt dữ lắm. Đây cũng cây Thái nè, con quay cây Thái này cho bà coi, trái bự giả mang luôn nè. Đó. Cái này là coi như là cô sáu nuôi dê nè, cô bỏ nè. Vâng. Phân dê toàn bộ. Vâng, con vào con rất cực kỳ thích sầu riêng, mà con có thể nói là không chỉ mình con mà tất cả rất là nhiều người trên cái mảnh đất hình chữ S này đều thích về quả sầu riêng. Đúng rồi. Thì đây coi như có quả. Đây là tất cả giống Thái hết hả cô? Giống Thái, cô toàn bộ giống Thái hết. Vâng. Nói chung là năm đầu to quá rồi. Cô cái quả trên ngọn kia cũng vậy. Cũng là nó. Vâng, thì như cô nói là hiện tại của cô đang có tổng là 760 cây. 700 cây này. Cây mít sầu riêng Thái. Sầu riêng Thái. Và 60 cây. 60 cây dì sáu. Ngoài ra ở Việt Nam mình có những giống nào khác nữa không hả cô? Cô nghe người ta nói là bây giờ người ta ưa chuộng giống sương kim gì đó. Mà cô ở đây cô không có đó, cô không biết. Được ưa chuộng nhất. Cái đó nó mắc tiền lắm cưng.
cô có thể giới thiệu qua cho con về cái cây sầu riêng này thì cô đã trồng đây được bao nhiêu năm rồi, và cái như cô thấy cái giá trị kinh tế của cây này nó mang lại có liệu cao không? Cao lắm. Nói chung là cái sầu riêng này là cô trồng tháng 7 này nữa là năm thứ 5. Vâng. Là 5 năm. Đó, tháng 7 là 5 năm. Nhưng mà nói chung là lần đầu tiên cô trồng, cô cũng mấy cách chăm sóc. Nói chung của cô năm nay là đạt nhất, bởi vì năm đầu tiên. Với cả là một cây này bây giờ trung bình kiểu một cây này thì cho được khoảng bao nhiêu kg quả, bao nhiêu quả của? Bây giờ là hiện nay là một cây về là cô từ 60 trái, 70 trái, 50 mấy trái, 40 mấy trái là ít nhất. Cũng có. Nhưng mà một cái này cô có lụm vô cô cân thử á là nó nhỏ nhỏ thôi, mà nó rụng xuống là 3 kg mấy có. 3 kg mấy? 2 kg mấy. To nhất là được khoảng mấy kg? Nếu mà to nhất sau này cô cắt là cô phải nghĩ một trái là từ 3 kg trở lên tới 7 8 kg, 5 kg. Nhìn cái quả xinh xinh. Nhưng mấy cái đó là sau này cắt là tới 3 cỡ 6 7 kg. Đó. Xài. Bị này còn non cưng. Này còn non, đây là con xuống dây 6. Bây giờ mình xuống dây 6. Mình xuống dây 6. Rất là vui vì ngày hôm nay được cô Sáu tạo điều kiện cho chương trình và cũng như là quý bà con cô bác có thể hiểu thêm về cái mô hình trồng sầu riêng. Đây cái này quay mình quay cái lùm này không hả? Xuống lùm kia luôn nhỉ? Đi thì gì thì kia kia. Cô là dưa sáu là dữ lắm luôn. Đấy. Đấy. Cái cây sầu riêng này chăm sóc nó có khó không vậy cô? Không khó gì đâu. Đây, là cũng quay cái cây này đi, cái cây này nó quá trời cái cây này nè. Vâng. Đây là dưa sáu á. Dưa sáu đây. Hiện tại như cái giống di 6 và cái giống sầu riêng Thái thì ở Việt Nam mình thì đang được chuộng hơn giống nào cô? Cái di 6 thì nó dễ làm. Vâng. Nhưng mà nó cũng ít cũng hơn, nhưng mà nó rẻ tiền hơn. Vâng. Bình thường là nó rẻ hơn 18 ngàn, 20 ngàn một ký. Vâng, vâng. Theo cô thấy giờ lái đang mua đó. Vâng. Đó là rẻ hơn đó, nhưng mà cô thấy là hiệu quả cũng nó cao lắm nha. Vâng. Đó, cái cây này của cô có chút cưng thấy không? Mà cái cây này là 60 trái. 60 trái. Mà một trái này là phải nằm giá tới cắt là phải trên 3 kg hết. Vâng. Ít có trái 2 kg lắm. Nó còn lớn nữa, cưng bị nó còn ngon. Vâng. Đó, mà trái cũng khiếp lắm. Nè, cô bên đây là cây sáu nè. Đó, cái hàng cây sáu nè. Đây là không di sáu, đây là Thái chứ cô nhỉ? Di sáu luôn. Đây bên này cũng di sáu. Di sáu luôn. Đây di sáu mà quả to này. Cái này quá to vậy đó. Quả to, quá to. Khủng khiếp này. Đó, cũng khiếp luôn. Cô có thể chia sẻ về cách thức chăm sóc trong một năm ấy, thì làm thế nào để chúng ta có một cái vườn sầu riêng đẹp này? Vườn sầu riêng đẹp này là nhờ cô phân dê đó. Phân dê. Nói chung là nhờ phân dê, tại vì cô 600 nó là như vậy nè. Đó, bây giờ cô bỏ nè, bên đây đó bao đã hen cần thấy ha. Vâng, vâng. Bên đây bao nè. Bên đây bao coi như 3 bao phân dê. Tại vì trại dê của cô là 1-3 tháng là cô xúc tới 1.000 bao. Vâng, 1.000 bao. 1.000 bao, cái là cô bỏ gốc nhà 2 bao, 3 bao. Cái là 3 tháng sau cô gạch cái này ra. Cái là cô bỏ 3 bao khác nằm đó chờ. Tức là cô có để cho nó hoại khoai mục nữa. Nó quay, tại vì cô ủ thì cô đây luôn rồi. Tức là thì 3 tháng sau chỉ cắt ra là mình sẽ tự bỏ luôn. 3 tháng sau nó tự một bao ra luôn. Nó tốt thật, chăm sóc cây luôn tốt. Cho nên bây giờ cưng thấy đó của cô là phân chuồng không đóng xung quanh nạp. Hóa học có, nhưng mà ít lắm, ít hơn nhiều. Với lại nếu mà cưng bỏ hóa học không, cây không đạt như vậy đâu. Cưng có bỏ bao nhiêu tiền nó cũng không đạt như vậy đâu. Tức là mình vẫn phải có một chút hóa học. Cũng có hóa học, lây ra hoài nhưng mà ít, nhẹ lắm. Để cho nó kinh dễ lên. Nó nhẹ lắm. Cho nên cái vườn sầu riêng của cô đó mang trái vậy luôn mà vẫn lớn nè. Vâng. Đó, làm thì làm, mang trái thì mang mà vẫn lớn. Đó là cái này cái năm đầu tiên của cô nè, chưa kinh nghiệm gì nha. Năm sau đi kinh nghiệm nữa có hơn nữa. Như sầu riêng này thì khoảng bao nhiêu thời gian nữa là mình bắt đầu thu hoạch rồi? Cái này là 20 ngày nữa là cắt gieo đầu. 20 ngày nữa. Là cô cắt gieo đầu. Vườn hiện tại thì có quả nào chín luôn chưa hả cô? Chưa. Hồi nãy thằng lái nó lại nó coi cô nó cho cô định ngày rồi, 20 ngày nữa nó vô cắt gieo đầu. Tức là đây đã có tận thương lái và tận vườn thì người ta đã đặt luôn rồi. Đó, đi để lại cái tới cây này rồi, chân coi tới cây này. Uầy. Đó. Nhìn cây thích thế nhỉ. Mê. Quay đừng cho bà con cái gì nữa. Cô là tháng 7 này là cô chăm sóc cây này nó sinh trưởng tốt thế hả cô? Tại phân dê. Nói chung là những cái nhà chuyên làm sầu riêng mà khi bước vô vườn sầu riêng cô đều ngưỡng mộ hết á, người ta ngưỡng mộ dữ lắm luôn. Vâng. Nói là vườn sầu riêng nhưng của cô là kiểu tốt. Con thấy hơi bất ngờ đấy, vì một năm mà tự nhiên có một cái cây mà nó sinh trưởng rất là tốt này, cành kiếc nó rất là đều này. Cái này và là quả cũng cực kỳ sai. Năm đầu tiên của cô đó. Con thấy như cái cây này là khoảng 50 trái nè. Vâng. Đó. Vậy luôn á. Rồi nè, cây này á nè, cũng thấy cây này nè. Quả này chắc con ít to hết rồi, mấy cân, 5-6 cân đấy. Chịu nổi không? Quả này
Thì cũng chưa thu hoạch vụ nào. Chưa vụ đây nào. Là vụ đầu tiên. Vụ đầu tiên. Thế cô có ước chừng được khoảng 760 cây này thì mình hiệu quả kinh tế thì được khoảng bao nhiêu không? Cô năm đầu tiên là cô làm được 300 cây này. Vâng. Hiện bây giờ là cô làm được 300 cây này, còn cái kia nhỏ hàng năm cô mới làm. Đó là 300 cây này là cái anh mà làm vườn mười mấy năm đó thì anh đánh của cô là 30 tấn. Đó là bữa hổm đánh cách đây lâu rồi là anh đánh của cô 30 tấn. Còn có người thì nói hơn. Nhưng mà cô thì cô không có ngờ tới, tại mình chưa cắt qua mình không có hiểu. Thành ra bây giờ theo cô nói là vào tầm khoảng hai mấy tấn là chắc ăn, 25 27 tấn là chắc ăn đó, tại vì cô đếm trái vậy nè. Cái trái này nó cũng phải tầm 3 kg, 3 kg mấy không à. Vâng. Đó, thì cô theo cô nghĩ là chắc cũng xèm xèm 30 tấn là chắc. Nhưng mà bây giờ khoảng 30 tấn bây giờ giá cứ tính giá trung bình đi, cả hai giống đi thì được khoảng giá trung bình thì bữa nay á là nó cắt cái này là giá 40 bao hai. Vâng. Nãy nó vô nó trả của cô đó 42. Là 42, còn sầu riêng Thái của cô á là 62. Vâng. Đó. Là trên nhau 20.000 đó. Thì cứ tính như trung bình 50 đi, chia chia hai loại đi. Ừ, chia hai loại là 50 đó. À không, nhưng mà đây của cô Thái là tận 700 cây mà. Ừ, cô Thái nhiều. Còn thì sáu của xíu à. Cứ tính là 60 đi. Ừ. Tính 60 đi. Ừ, 60 đi. À, 60 mà nhân với 30 tấn đúng không? Ừ. Thì là ra khoảng 3 thiệt ạ. Ừ, chắc tỷ mấy. Tỷ mấy. À. Một năm mà thu hoạch từ cái sầu riêng này, tức là tỷ mấy mình còn tí nhất tiền phân mình không mất rồi. Phân mình nuôi dê. Phân nuôi dê. Mình chỉ bị mất giống thôi, giống và mình phải nhờ người đi chăm sóc cây từ ban đầu. Ừ. Đấy, nói chung là nó lợi dữ lắm. Con thấy đây là mùi cực kỳ hiệu quả. Con nghĩ là bà con mà bây giờ mà tự nhiên được chiêm ngưỡng cô khui một cái quả sầu riêng còn thích nữa. Bây giờ nhưng mà cũng rất là sau, tiếc. 20 ngày sau là khui đó. Thì con sẽ hẹn bà con cô bác ở một cái chương trình nông nghiệp vàng sắp tới là con sẽ cùng cô Sáu đến trực tiếp vườn và khui thử sầu riêng. Khui thử sầu riêng. Ăn ở cái mùa đầu tiên xem nó như thế nào. Khui một trái là 19-10 ký á. Bây giờ nó mới diện. Dữ lắm luôn, bây giờ nó bự dữ lắm. Ưng ơi nó bự. Cái nào cái nấy nè, cái này. Đây cây gì nè. Nó bà con này bây giờ ai anh em đó cái bao con dê của cô nó bị bể. À vâng, bắt đầu bể này. Bể ra đó. Bao này bắt đầu bể ra. Nó khoai mục ra đấy. Ừ. Đây nè, đất của cô là con dê không à. Cho nên cây sầu riêng nó mới được như vậy nè. Con thấy bất ngờ đấy, một năm mà cây này tốt năm thật. Năm đầu tiên là không có được vậy đâu. Vâng. Ai cũng bất ngờ hết á. To mà rất to, như có những cái quả đây, có những cái quả như này, và con nghĩ là to xong phải 8-9 cân. Thế này mà cô kiểu làm cái điểm du lịch sinh thái đến thì người ta kiểu chạy, người ta ra khui tại vườn. Nói chung là cô nói là trúng sầu riêng này là nhờ chuồng dê. Vâng. Mấy trúng cỡ này cơ. Tại vì thì cũng xin phép là một chút nữa thôi thì chúng ta có thể tiếp tục được vào thăm cái trại dê của cô Sáu. Đây, đó cô Sáu đặt cái khung kìa, không quay. Thế cô Sáu làm cái hệ thống nước này mất nhiều chi phí không cô? Nước này nó cũng đơn giản thôi à. Vâng. Cũng vài chục triệu mẫu. Như thế này thì chúng ta là phải tưới nước trong thời gian nào trong ngày? Đó, tưới vậy là ngày tưới 20 phút mà có 40 phút, có 1 tiếng rưỡi có tùy theo cái độ mưa của mình á. Vâng. Nếu nắng nhiều thì cũng tưới nhiều. Nhưng mà mình tưới cả buổi trưa cũng được cô. Buổi nào cũng được hết trơn á. Ca hồ. Đó, mình không nhất thiết là mình cứ phải là buổi chiều tối sáng sớm. Ừ, không nhất thiết. Đó, tôi thấy là cái cây nào nó đều như cái cây nấy. Và mà một chi tiết nữa là cây nào cũng đều. Mình làm là người ta ăn ký, ăn sau đó mình không hiểu. Vâng. Nhưng mà cái này riêng là người quen ở làm giùm cô thôi. Nè có 2 năm nè cưng. 2 năm tuổi. Đây là di 6 đúng không ạ? Di 6 có 2 năm tuổi nè. Đây là cái quả này con nghĩ là phải 8-9 cân này. Cái này nó tự ra nè cưng, chứ không có làm gì luôn. Tự ra rồi đây nè, ở dưới này cũng cháy nè. À tổ nè. Đó, thì anh nằm chuỗi dài. Mà nó ra từ dưới gốc lên trên ngọn. Mà nó có 2 năm đó tự ra. Ừ, quên kia bên này cũng to này. Còn nghĩ đây cũng là một cái mô hình kinh tế rất là hiệu quả với cái. Nhưng mà nói chung là nhà cô Sáu là hiệu quả nhất. Tại vì biết sao cô Sáu nhờ con dê. Vâng. Chứ không có con dê là cô Sáu thua. Không bằng đâu. Dạ. Con coi đó. À đây này. Nó ghê chưa? Ghê luôn. Mà lên quả lên này bắt đầu nhìn từ gốc này. Ừ. Đấy, quả từ gốc này. Xong rồi lên đến tít trên ngọn vẫn có quả này. Rất là đều nhau. Cái khoảng cách giữa các luống trồng thì mình để bao nhiêu là hợp lý hả cô? Cái luống trồng là cô 8 mét. Cách nhau 8 mét ạ? Đó, cái luống này nè, con quay này cho con. Cái luống này là con cô cách nhau 8 mét nè. À. Con muốn giáp rồi. Vâng. Còn cách cây là cô 6 mét. Cây 6 mét. Ừ. Cây hàng. Đó, cây cách cây là 6 mét. Đấy, xài cây. Xài cây nào cũng y như nhau. Đây đi này, xài. Tức là một cái bao phân dê này mới cứ 3 tháng để về đây một lần ạ. Cứ 3 tháng là cô để 3 bao vậy đó hả? 3 tháng để 3 tháng để 3 bao. Rồi cái cô banh 3 bao này ra để 3 bao kia tiếp. Vâng. Cái vài bữa banh tiếp cứ làm vậy hoài nè, cứ nghĩ cái cây sầu riêng này mà không có phân dê là không bao giờ có được. Vâng. Khủng khiếp mà. Khủng khiếp.
quả rất đạt, quả nào quả đấy nó rất là đều nhau. Ừ, đẹp cực kỳ luôn, ai tới vườn cô cũng mà thế, như thế này bảo sao mà thương lái đến tận vườn cô để người ta đặt luôn hàng ai? Từ lúc mà chưa chín, từ lúc mà ra quả nó đến là lái nó tới nó mua đó, nó mua cả vườn luôn hả cô? Cho giá cô luôn đó, mà cô không chịu, cô nó thôi chừng nào hái đi rồi cho chắc ăn. Đúng rồi, bởi vì khi hái thì giá trên xuống nó còn lên, ví dụ là nó lên chứ giờ người ta lỗ mình cũng không vui con. Vâng. Mà người ta lời thì mình cũng tội nghiệp mình, thôi thà để cho công bằng đi. Chính xác. Bây giờ ví dụ là cứ cho giá 60 chẳng hạn, ví dụ là lúc bán người ta xuống cứ xuống 40 chẳng hạn, người ta thiệt người ta. Ừ. Ví dụ mà nó lên tận 90 100 thì cũng thiệt mình. Thiệt mình. Mà cái ngày đó mà cắt mà người ta lỗ mình thấy mình ăn ngon lành gì con? Vâng vâng. Ngon lành gì đâu. Thế nên mình cứ rất là tâm, có tâm. Ôi, quả đẹp thế, đều nhau. Quá trời, quá đất. Con lại chỉ mong được kiểu kiểu tự nhiên có một quả chín thì mình khui ra. Trời ơi, khui là khui một quả là 10 kg. Cái quả này tới chắc là phải 5 kg mấy 6 kg nè. To. À, cái quả này nè, con thấy nó khủng không? Khủng. Cái găng tay của cô nè, mà nó đâu không dép đâu vào đâu hết trơn nè, thấy không? Vâng. Nó khủng, mà cái quả này chưa khủng bằng mấy quả kia còn khủng nữa. Vâng. À, con coi cái nhánh này nè, chịu nổi không? Thế thì con hẹn cô Sáu nhá, chắc chắn là phải khoảng 20 ngày nữa là có cô Sáu phải gọi con nhá. Để con mới khi cùng nào cái ngày cắt sầu riêng đi. Vâng vâng, khi nào rồi, ngày cắt sầu riêng cho con hay trước, tại vì lái sầu riêng nó cũng điện cho cô biết trước. Vâng vâng. Để con lên thì con quay một chương trình như thế thì người ta mới xem mới nhiều, người ta thích. Ở đây cũng là một kinh nghiệm rất là hay, nếu mà kiểu cứu quý bà con cô bác mà cũng chăn nuôi mà có những cái tận dụng được nguồn phân này rất là tốt này. Như phân dê này thì cô đang bán ra ngoài thị trường là 3 tiền một bao ấy. À, thị trường thì nó hỏi nó mua là 32 ngàn. Ừ, tới 35, nhưng mà cô không có bán. Cô để bón cây tất. Ừ, để bán cho cây, nó cô gãi xung quanh đây là một chất gãi. Vâng. Không có bán, đó, con coi nó sai kìa. Nó đều băng băng. Đấy nhá, hôm nay là quả là một cơ hội cực kỳ may mắn với cả riêng cả con và tất cả những bà con cô bác đang xem chương trình ngày hôm nay. Chúng ta được vào trực tiếp một cái vườn sầu riêng, có thể nói là đạt nhất ở khu vực Đồng Nai này. Đấy mà một năm đầu tiên mà đã doanh thu được khoảng 1 tỷ này cũng tương đối thành công. Mà cô có mới cô làm có 300 cây. Như một cái vườn này thì cô cần mấy người chăm hả cô? À, hai đứa con cô. Đây là anh chăm. À, anh chăm hai. Đứa hai người chăm mà chăm được hẳn cái vườn này. Được hết luôn, toàn bộ 7.000 cây luôn. 7.000 cây tức là 700 cây luôn. 700 cây tức là kiểu mỗi hôm thì mình đi bỏ phân khoảng vài chục cho mình bỏ dần luôn. À mình liên tục. À bây giờ có đây các anh còn trồng cỏ luôn được đây này. Trồng cỏ để cho dê đây. Vâng vâng.